Để hỗ trợ hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử, thời gian tới Tổng cục Thuế sẽ triển khai đề án giải pháp tích hợp hóa đơn điện tử vào app giúp hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh bán hàng có thể xuất hóa đơn ngay trên điện thoại, máy tính bảng một cách dễ dàng theo đúng quy định của pháp luật. Để thực hiện Luật Quản lý thuế số 38 và Thông tư số 78 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế các cấp đã tích cực triển khai hệ thống hóa đơn điện tử đúng tiến độ và mang lại hiệu quả nhất định. Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật thuế về hóa đơn điện tử để giúp người nộp thuế nắm được quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, cơ quan thuế phải tăng cường công tác hỗ trợ giải pháp về công nghệ thông tin đối với người nộp thuế thông qua việc triển khai giải pháp tích hợp hóa đơn điện tử vào app giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng có thể xuất hóa đơn ngay trên điện thoại, máy tính bảng một cách dễ dàng theo đúng quy định của pháp luật.